Xin chào tất cả các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần video clip này. Chỉ còn khoảng chừng hơn một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay rồi. Không biết là các bạn đang ôn thi thế nào rồi? Chắc là khi mà chị đặt ra câu hỏi này thì có rất là nhiều người đang cực kỳ ngán ngẩm về việc ôi, mình vẫn chưa ôn được gì cả. Mình không biết bây giờ phải sắp xếp cái việc học như thế nào cho hợp lý. Và đặc biệt là đối với một cái môn nó vừa nhiều lượng kiến thức này, vừa dài và cũng hơi khó học một chút xíu giống như môn văn. Thế nhưng các em đừng lo lắng nhá, vì đã có team học văn chị Hiên đồng hành cùng với các bạn. Vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy là team học văn chị Hiên đã có rất là nhiều những sản phẩm mới để có thể giúp cho việc học văn của các em trở nên dễ dàng hơn. Và một trong số đó chính là khóa học cốt văn. Có rất là nhiều bạn đang cực kỳ băn khoăn về khóa học này vì chỉ còn vỏn vẹn là 3 ngày nữa hay 4 ngày nữa nhỉ? 4 ngày nữa thôi là khóa học cốt văn đã chính thức khai giảng rồi. Và khóa học này thì chúng mình sẽ học cùng với nhau trong 9 ngày liên tục và sẽ có một buổi thi thử dành riêng cho các bạn. Ở trong khóa học này, chúng mình sẽ cùng nhau học chuyên sâu về câu nghị luận văn học. Thì câu này chiếm tới 50% số điểm ở trong bài thi văn. Chị sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các phương pháp làm bài này. Chúng mình sẽ cùng nhau đi vào từng chi tiết nhỏ trong việc tạo lập một bài văn hay đối với dạng đề chính của năm nay là dạng đề phân tích. Và thêm vào đó, chị cũng hướng dẫn cho các bạn về những dạng đề liên quan khác nữa. Chị hy vọng rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học này. Đã có rất là nhiều bạn đăng ký khóa học này và đang đợi chị. Chúng ta cùng nhau đồng hành rồi. Thế nên chị cũng mong là tất cả các bạn đang xem được phần video clip này thì các bạn đang gặp những vấn đề liên quan tới nghị luận văn học cũng sẽ tìm đến khóa học cốt văn, tìm hiểu thêm thông tin này. Và nếu như mà cảm thấy là nó phù hợp với các bạn thì hãy nhanh chóng đăng ký khóa học này để chúng ta tham gia cùng với chị nhé. Các em biết không, cơ hội thì chia đều cho tất cả mọi người. Thế nhưng mà chúng ta chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa để tận dụng tất cả các cơ hội để dành cái cơ hội đó cho sự thành công và chiến thắng của mình thôi. Nên chị mong là các bạn sẽ không chậm trễ, không trì hoãn và tận dụng những cơ hội may mắn cuối cùng này em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Nếu có băn khoăn gì, đừng ngại ngùng nhắn tin về ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.